đến một cộng đồng khỏe mạnh, chúng tôi đã tạo ra một môi trường an nhiên, khu nghỉ dưỡng điều trị phục hồi chức năng thiền tâm. Nơi ấy có khung cảnh thiên nhiên trong lành, yên tĩnh, kiến trúc đẹp, mang lại cảm giác thư thái cho mọi người khi đến nghỉ dưỡng hoặc điều trị bệnh. Nơi hội tụ đội ngũ y bác sĩ giỏi, giàu tâm đức trong điều trị bệnh. Được trang bị máy móc hiện đại của chuyên khoa vật lý trị liệu phục hồi chức năng. Có nơi sinh hoạt ăn nghỉ đạt chuẩn cho bệnh nhân. Hơn 80% trường hợp bệnh lý của cuộc sống được điều trị khỏi bệnh và cải thiện chất lượng cuộc sống. Khu nghỉ dưỡng và điều trị phục hồi chức năng thiền tâm số 80 đường Võ Nguyên Giáp, ấp Tân Cang, xã Phước Tân, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.